Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hải Ninh. Hiện tại thì mình đang là chuyên gia hỗ trợ kinh doanh online và đồng thời là giám đốc khối văn phòng đại diện của công ty Zila Việt Nam. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về một cách thức điền văn bản khá là nhanh và chúng ta sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian nếu chúng ta sử dụng một số các nội dung thường xuyên lặp đi lặp lại. Ví dụ ở trong video ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ chia sẻ với các bạn ví dụ như là đây là một cái form điền thông tin của công ty. Và thực tế thì các cái nội dung để điền thông tin trong cái form này thì mình thường xuyên sử dụng khá là nhiều, nên là mình sẽ thực hiện cái thao tác nhanh ở trong này. Địa chỉ email đó, khi mà mình gõ cái phím tắt thì nó sẽ ra luôn. Các bạn thấy điền nhanh không ạ? Rất là nhanh. Mình sẽ để lại trống một số thông tin. Tên Facebook cá nhân chứ không phải là link Facebook. Đó, rất là nhanh. Những cái thao tác này thường xuyên sử dụng, và chúng ta thấy rằng là có một số các thông tin thường xuyên chúng ta sử dụng ấy, thì ví dụ như địa chỉ này, đó các bạn thấy không, một loạt các thông tin địa chỉ đầy đủ mà Hải Ninh đưa ra trong này. Thì những cái nội dung mà chúng ta hay sử dụng, chúng ta nên sử dụng cái thao tác làm nhanh. Và để làm thao tác này thì chúng ta có thể thực hiện như sau. Khi chúng ta định viết cái nội dung thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt này. Trong phần cài đặt này thì nó sẽ có một cái phần là nhập thông minh. Chúng ta sẽ bấm vào nhập thông minh. Trong nhập thông minh thì chúng ta sẽ tìm phần phía dưới này là phím tắt văn bản. Đó, ví dụ như là mình đã sử dụng một số các cái phím tắt. Đấy, các phím tắt địa chỉ, thông tin, số điện thoại, vân vân, các cái thông tin mà mình rất là hay sử dụng. Và mình đã sử dụng làm cái phím tắt này. Và cách tạo ra các phím tắt này như sau. Chúng ta bấm dấu cộng này. Chúng ta sẽ viết các phím tắt ở đây, ví dụ như thế này. Ví dụ như là mình có thể gõ nhanh cái thông tin của mình bằng các cái ký tự mà mình muốn ghi nhớ. Ví dụ vừa rồi mình viết chữ H này. Đấy, cụm từ mở rộng có thể là Hải Ninh này. Ví dụ thế, thì tùy cái phím tắt của mình đặt một cái phím tắt rất là ngắn gọn thôi. Có thể là vài chữ tùy các bạn. Sau đó là cụm từ mở rộng nó là cái gì, sau đó mình thêm vào. Thì khi thêm vào thì nó sẽ hiển thị ở trong này rồi, tức là đã lưu rồi. Thì quay trở lại mình viết văn bản ấy, nó sẽ rất là dễ. Đấy, mình quay trở lại nhé. Mình quay trở lại để mình viết các nội dung ở trong này. Ví dụ vừa là rồi cái phần nội dung tên Facebook là Hải Ninh, đúng không? Mình viết gõ mỗi chữ H này, nó cũng đã ra ký tự viết nhanh là Hải Ninh đi rồi. Mình sẽ làm thao tác khá là nhanh và tiện lợi, và các bạn sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều thời gian trong những cái lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và hy vọng rằng sẽ có rất là nhiều những điều thú vị và bổ ích cho các bạn trong các video tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của Hải Ninh nhé. Và mọi vướng mắc hỗ trợ các bạn có thể liên hệ trực tiếp với kênh Zalo của Hải Ninh là 0906 926 986. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.